Dung Dung à, phiền cô coi chừng giùm tôi nha. Tôi muốn pha ly trà giải cảm. Được không đó, hay là xin nghỉ nửa ngày được đi. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn nha. Bye bye. Mini, sao không khoác thêm cái áo? Mọi người ai nấy đều bị cảm đó, coi chừng đến lượt đó. Không sao đâu. Ê trời ơi, tôi lẩm cẩm quá. Hôm nay lúc ra ngoài tôi lại quên mang theo áo khoác cho Lợi rồi. Nè, chiều nay khi chúng ta ăn cơm trưa luôn tiện mua cái áo khoác nha. Cũng được, dù sao tôi cũng muốn đi mua sắm. À phải, sếp Giang. Dạ. Tôi có chuyện phải làm. Tìm em có chuyện à? Anh thấy trời trở gió, anh sợ em mặc không đủ ấm nên lấy thêm áo cho em. Cảm ơn anh. Em lên cất đồ đã. Nè, em có rảnh đi ăn trưa không? Mini à. Mới tới hả? Phải. Ông chủ tìm cô kìa. Cảm ơn. Vậy anh đợi một lát nha. Hay em là sẽ... anh tới nhà hàng tìm chỗ đợi em nha. Xin lỗi, em nói chuyện với ông chủ hơi lâu. Không sao. Cảm ơn. Gọi thức ăn đi. Cũng được. Phải, bữa nay em mời. Không được. Để anh mời. Coi như chúc mừng anh có cơ hội lên chức. Lên chức? Hai hôm trước sếp Trung giới thiệu anh đi thi. Trùng hợp gì? Công ty cũng mới gửi lá thư cho em, nói em sắp lên chức. Vậy sao? Sao vậy? Có phải lại nghi ngờ em lên chức có liên quan đến người đó hay không? Không phải. Lần này anh đến tìm em là có chuyện muốn bàn với em. Anh đã bán khoản đầu tư của chúng ta. Khoản đầu tư này được chuẩn bị cho đứa con của chúng ta. Cũng được, bây giờ không cần nữa, bán nó đi. Ý anh không phải vậy. Anh cảm thấy số tiền này có thể có mục đích khác. Em có thể dùng để xài mà. Em xài? Sau khi em tốt nghiệp đại học, mấy lâu luôn muốn hoàn thành MBA. Anh cảm thấy em có thể nhân cơ hội này, nhân thời gian này dùng số tiền này để hoàn thành ước mơ của em. Nhưng bây giờ em sắp lên chức rồi, chắc chắn tương lai em có nhiều việc phải làm lắm. Nếu còn đi học, em sợ không sẽ sở kịp đó. Ý của anh là em thôi công việc này, tập trung học hành. Anh biết làm vậy là rất khó cho em, nhưng anh không tìm được cách nào khác có thể níu kéo tình cảm của chúng ta. Nhưng mà... anh đã tính rồi. Nếu anh thật sự lên chức, được lên lương, anh chịu cực một chút, một mình anh cũng có thể gánh vác gia đình này. Vậy thì em không cần đi làm. Lúc chúng ta đám cưới, anh đã hứa với em là phải chăm sóc em suốt đời suốt kiếp, cho em hưởng phước. Ai ngờ em phải cùng anh chịu nhiều cực khổ. Thật ra chỉ cần hai chúng ta vui vẻ, em chỉ cực một chút cũng không sao. Nhưng mà anh cũng muốn em có thể đạt được ước mơ. Với lại, anh thật sự không muốn vợ chồng chúng ta có vấn đề gì. Em hiểu. Thật ra có những chuyện mỗi người phải nhường một bước. Nhưng đề nghị này của anh cũng hơi đột ngột. Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ không? Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Ăn đi. Ăn món gì đây? Salad cá đi. Dạ.
Trời ơi, sếp Giang, hết chai này tới chai khác, sao hả, phiền lắm sao? Nhiều chuyện suy nghĩ hả? Chuyện thi cử phải không? Lẽ nào tôi lại lo chuyện thi cử chứ? Đâu phải ngày đầu tiên anh biết tôi. Ờ, vậy hả? Vậy là vợ của anh, chuyện vợ của anh chưa nghĩ thông suốt sao? Thật ra hai người chung sống cũng cần có kỹ năng lắm. Chẳng hạn như tôi với vợ tôi, tôi thì không tin cổ, cổ thì thấy tôi gai mắt. Nhiều khi đôi bên phải ráng nhường nhịn nhau, cho nên tôi thông suốt rồi. Bản thân tôi phải dừng bước trước. Sếp đi năn nỉ vợ à? Nhưng mà kết quả thế nào cũng còn phải chờ cổ lựa chọn. Sếp Giang, nếu lời nói vừa rồi của sếp tôi nghe sớm hơn thì hay lắm. Hôm nay tôi không bị mất vợ đâu, hơn hơn không bị mất mẹ. Nè, để tôi nói bí mật này cho sếp biết nha. Thật ra là năm xưa, tại tôi nghi ngờ vợ của tôi cắm sừng lên trên đầu của tôi, nên tôi đã đuổi cô đi. Sau đó tôi nghe bạn bè nói vợ tôi ở nhà của người bà con, nhưng tôi không mềm lòng, tôi không đi năn nỉ cổ. Đến khi Hân Hân lớn lên bắt đầu nổi loạn, lúc đó tôi mới nghĩ lại. Thật ra năm xưa tôi có nên gạt bỏ sĩ diện của đàn ông, làm sáng tỏ mọi chuyện không? Khi tôi muốn giải quyết chuyện này thì không biết vợ tôi đã đi đâu rồi. Nhưng sếp Giang tài giỏi lắm, sếp không nói gót theo tôi. Tôi tin tưởng sếp và vợ sếp mau chóng làm quà. Bên này nè. Chào. Chị phải đang đi điều tra xong. Phải đó. Phải. Tôi gặp người chỉ điểm xong thì thấy Nana ngoài đường nên hẹn nhau đi uống nước thôi. Vậy còn cô? Cô nói hẹn chú nào đi ăn cơm mà. Người này là chú của cô sao? Ăn cơm xong rồi. Gặp nhau ngoài đường. Ngoài đường. Nên mới uống nước. Phải. Đó cái gì chứ? Ấp úng. Bây giờ đâu phải hỏi cô đâu. Phải đó. Không có điều luật nào nói cặp bồ là phạm pháp. Làm gì có cặp bồ. Tức là vậy. Đúng rồi. Thật ra tôi và Nana đang quen nhau á. Thằng quỷ này ép cô mới chịu nói sao? Được, uống hết đi. Không, nè, không phải chứ, người trong nhà làm gì thẳng tay như vậy? Hai là phải uống cho hết. Uống thì uống chứ, em đợi giùm anh ba chai thôi mà. Chuyện nhỏ thôi. Được. Alo. Alo, ba hả? Khuya rồi sao ba chưa về? Ba đi đâu? Ba đi uống bia với các anh em. Bây giờ về tới dưới nhà rồi. Vậy thì được. Vậy con làm sẵn canh để ba lên uống nha. Nhanh lên đi. Ngoan lắm. Ba không sao chứ? Ba khỏe ăn vậy, làm sao có chuyện được. Thôi đi, để con xuống đón ba. Ba, các người làm gì vậy? Cô Tư ơi, cô Tư ơi, ba có sao không? Hả? Ba, con đưa ba tới bệnh viện nha. Ba. Sếp Giang, tôi thật sự tận mắt nhìn thấy khôn điên ở hiện trường. Nó còn cầm cái chai. Ba đừng có nói nhiều nữa. Ráng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ba còn phải phẫu thuật nữa đó. Được rồi con à. Phải đó, đừng nói nhiều nữa. Phải sếp Giang, phiền sếp cả đêm. Về đi, yên tâm đi. Chân tôi không sao đâu. Ba nằm nghỉ sao nhiều nữa mà. Điều tra được rồi. Tuần trước khôn điên mới ra trại đó. Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, chắc chắn là khôn điên cho người đánh tôi. Đừng nóng nảy quá, chúng tôi nhất định điều tra giùm anh. Khi chúng tôi tìm được đầy đủ chứng cứ, nhất định buộc tội hắn. Anh ráng nghỉ ngơi đi, ngày mai là phẫu thuật.
Phải đó, cố gắng nghỉ ngơi đi, coi chừng ba nghe. Đi đi, đi về đi. Đi. Thôi được. Được vậy rồi. Có chuyện gì nhắn giúp tôi nha. Bye bye. Bye bye. Sếp Giang à, Khung Điên đã xuất hiện, chắc chắn sẽ làm phi vụ lớn. Chúng ta có cần theo dõi hắn không? Vì công hay tư, đường dây này nhất định phải theo. Yes, yes sir. Chỗ này cũng được lắm, có vậy mà anh Câu giới thiệu đúng chỗ. Nếu không tại anh Câu, tôi sẽ không tới những chỗ này. Chúng ta đều nể mặt anh Câu, tin anh Câu thôi. Nghe trong đó nói là anh có tài rửa tiền sạch trắng tinh. Đừng có dòng do nữa. Tôi và anh Câu làm chung một nghề, có nguồn hàng, có người mua ở Thái Lan. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu chỗ rửa sạch thôi. Tức là sao? Tức là tôi định làm cộng tác với anh. Làm hoài được hoài. Anh tự suy nghĩ đi. Đường dây này rất có lợi, ai cũng dành nhau làm. Nếu không tại anh Câu giới thiệu, tôi cũng không hơi đâu nói với anh. Nè ba, trời, ba làm gì vậy? Không, lùm lại cây viết thôi. Ba vừa mới làm phẫu thuật xong, bác sĩ dặn ba đừng có lao lực quá, ba có nhớ không? Ba biết chứ, sức khỏe của ba không còn như xưa nữa, cho nên ba cũng quan tâm lắm. Nhân lúc còn tỉnh táo nên ba viết giấy ủy quyền di chúc thôi. Còn biết đó, nếu sau này ba ra đi, hoạt động của quỹ từ thiện của ba lỡ như có tranh chấp gì thì không hay cho lắm. Ba, con không hiểu ba. Mỗi xu mỗi cát đó đều do ba lăn lộn cả đời mới kiếm được. Ba đem quyên góp như vậy, ba không cảm thấy tiếc sao? Ở Mỹ có một triệu phú, ông lấy phần nửa gia tài của ông đi làm từ thiện. Ông đã nói một câu ba cảm thấy có lý lắm. Ông nói số tiền đưa cho con cái đủ để chúng phát huy sở trường là đủ lắm rồi. Nếu cho nhiều quá càng làm cho chúng bất tài vô dụng, càng hại chúng hơn. Ba, mỗi người có một suy nghĩ thôi. Thật ra suy cho cùng, ba cũng không tin con. Đủ rồi, đủ rồi, ba không nói với con nữa. Con ra ngoài đi, để ba viết xong tờ di chúc này cái đã. Ha? Được rồi, ba con ra ngoài nha. Người đoạt giải là cô Uông Minh Tường. Tôi muốn cảm ơn đạo diễn Biêu Công. Ông ấy đã làm cho bộ phim trở nên có ý nghĩa, trở nên đẹp hơn và thành công. Ngoài ra còn có ông Thái nữa. Ảnh hậu điện ảnh độc lập hay lắm. Anh vinh dự vì em. Thì bên anh sai rồi, không phải là điện ảnh độc lập mà là ảnh hậu điện ảnh độc địa. Nè, anh không tệ với ảnh, chỉ có hai chữ cho em thôi. Không phục. Đừng nói nhiều nữa, cạn ly đi. Rồi, cạn ly. Nè, mừng thì đáng mừng lắm. Bởi vì cô chân dài phải lăn lộn bao năm nay, cuối cùng cũng có thành công. Cho nên ngay lúc này nên mà cô nói vài câu. Cua chân dài, cua chân dài, cua chân dài, cua chân dài, cua chân dài. Trước tiên, em muốn cảm ơn mọi người đã tổ chức bữa tiệc này cho em. Thứ hai, em muốn nói thật ra giải thưởng lần này ai cũng có phần hết, đặc biệt là anh Triết. Bởi vì nếu không có anh, em làm sao có tiền tự mình làm phim. Có thể vai phụ như em đến già vẫn còn đóng vai phụ. Cho nên tương lai và vận mệnh của em là một tay anh Triết thay đổi cho em. Giống như ngày xưa, nói chuyện cũng cù lần như vậy. Anh đó. Cù lần thì không cù lần đâu, nhưng mà không hiểu tại sao đột nhiên tôi biến thành vai chính. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Phải nói gì thì nói, cô chân dài, dạo này trang bị của tạp chí quyển nào cũng có em. Em bận lắm hả? Bận lắm. Cách bữa lại có phóng viên hẹn em làm phỏng vấn chụp hình, làm em bận đến nỗi không có thời gian đi mua sắm. Bây giờ em không chỉ phải mua đồ. Cô, mua phần bảo hiểm cho cô chân dài đi.
Lâu nay cổ có mua bảo hiểm ở chỗ tôi mà. Không phải, chị mua cho dung nhan của cổ kìa. Cổ cứ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ trước sau chưa đầy 3 năm cổ đã nổi mụn đầy mặt, bị người ta bỏ rơi đó. Có phải muốn bị ăn đòn không? Nè, có cơm ăn rồi. Nè, ăn cơm đi, ăn cơm. Anh Bân. Cái gì? Thật ra em cũng phải cảm ơn anh. Bởi vì nếu không tại anh làm tình cảm của em tổn thương, em làm sao có thể tích cực diễn tốt vai diễn của mình chứ. Tức là em không cần phải cảm ơn anh. Thật ra anh ân hận lắm. Biết lâu anh luôn nghĩ anh đã làm tổn thương em, nhưng mà không ngờ em, anh không ngờ em bị phản tác dụng. Anh rất mừng cho em. Cảm ơn. Em cố gắng đóng phim đi, em làm được. Ok. Mọi người mang thử đi, món sở trường của tôi. Phải đó, là món sở trường cổ đó. Thật tự ăn, đi. À, ăn đi, ăn đi. Bí quyết gia truyền đó, ngon lắm nghe. Phải ăn thử mới được. Ở ngoài không có bán đâu. Ngon. Hả? Như gì? Chua quá. Sao vậy em? Bà em không nếm thử trước sao? Đâu có, lúc nãy em đã thử, rõ ràng không có vấn đề gì mà. Không có vấn đề. Nè, thiệt tình chua lắm á. Không lẽ cô đang ôm ngán hả? Anh nói lung tung, cái gì cũng nói được hết. Thật ra nhân lúc mọi người đông đủ, em cũng có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Anh à, anh sắp lên chức ba rồi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Em đã kiểm tra kỹ chưa? Chúng ta đã làm đủ biện pháp đề phòng rồi, sao có tai nạn được? Sao vậy? Bộ anh không vui hả? À, không phải, ảnh mừng đến không biết nói chuyện đó mà. Mừng, đương nhiên là mừng rồi. Bởi vì hôm nay thấy sự ồ ạt xong hỷ lâm môn mà. Cô chân dài đoạt giải, còn hai người thì gặp mai. Sau này đứa nhỏ chào đời, em phải làm mẹ đỡ đầu cho nó. Được không, được không? Vậy đi nha. Trời. Quang hô, em sắp có mẹ con. Mẹ tôi phải dành sẵn chỗ, tôi muốn làm cha đỡ đầu, được không? Dĩ nhiên là được, nhưng quan trọng nhất là phải có bát vàng nha. Cho anh nữa. Cho cái gì? Để em xin cho anh. Không phải, anh muốn lấy cái bát vàng. Tin mừng mà sẽ lúc nãy anh cười miễn cưỡng vậy. Hey, trước đó tôi đã lớn tiếng nói với anh là nhất định không thể có con. Bây giờ quay lưng lại tự giá vào mặt mình. Trời tặng cho anh một món quà lớn như vậy, anh không nên nói như vậy. Đối với người bình thường mà nói đúng là một đại lễ, nhưng mà chúng ta có một công việc không bình thường. Bây giờ có thêm đứa con, từ nay đối với vợ, đối với gia đình lại có thêm một gánh nặng nữa. Khi làm việc thì không thể thoải mái như trước đây. Vậy cũng phải. Kim Anh, tôi nghĩ từ nay tôi cũng giống như anh, không thể thoải mái nữa. Vợ của tôi mới cằn nhằn tôi, cậu nói cậu không tránh thai nữa, cậu muốn có con. Ai, em cũng lo vậy thôi. Anh có biết bây giờ đội chó săn rất lợi hại không? Em thật sự sợ nếu sau này em làm việc bị người ta chụp hình thì đúng là hại mọi người rồi. Bộ tôi không lo sao? Tôi và em Kiều. Thôi đi anh Triết, em nghĩ anh ấy đều có vẻ như con cừu lạc đường vậy. Hay là anh góp chút ý kiến đi. Em cũng biết nói tất cả chúng ta đều giống như con cừu lạc đường. Trong đó có anh Triết nữa. Chị Triết thì một tặng một. Nếu phải chăm sóc chị Triết thì đúng là... Tức là biến tướng, phải là một nửa người cha. Có vợ, có con. Vậy thì từ nay làm việc, anh Triết phải vướng bận nhiều chuyện. Tôi nghĩ bây giờ cũng là một cơ hội tốt để chúng ta suy nghĩ hướng đi sau này. Mọi người nghiêm túc suy nghĩ đi, chúng ta có nên tiếp tục nữa hay không? Cảm ơn nha, liên lạc sau. Bye bye. À Ray. À xin chào. Đến tìm Dung Dung à? À phải. Việc công hay là việc tư vậy? À việc công. Ok. Anh Triết, anh đến tìm em ăn trưa sao? Để em xong công việc cái đã. Anh Nhân cũng mới tới đây thôi. Anh ta tới làm gì? Anh tới mua một quỹ rất lớn và bảo hiểm nhân thọ. Ngoài việc dùng để góp tiền nhà, còn có thể nuôi luôn người vợ suốt cuộc đời, cho con học đại học nữa. Anh muốn có cuộc sống mới, đúng là phải có kế hoạch hoàn hảo. À, có một chuyện anh muốn em giúp đỡ. Lần trước em có đưa hợp đồng cho anh mà. Anh muốn em in trên máy vi tính giùm anh. Cũng được. Đợi một lát nha. Nè. Người hưởng quyền ở đây hả? Nè. Ok. Anh Bảo Dung Dung, em chính là người thân của anh. Nhưng mà còn lại em ghi giùm anh đi. Tức là em tự mình quyết định phải không? Dĩ nhiên rồi.
em tăng thêm mức bồi thường nữa nha. Không thành vấn đề. Nhưng lần này không cần đóng nhiều tiền quá. Sao vậy? Em sẽ không ghi anh làm nghề có nguy hiểm cao. Alo, sao lại như vậy? Má đừng đi đâu nha, bây giờ con về ngay. Có chuyện gì? Má nói baby không chịu đi học. Má nói vậy con còn thấy ngại hơn. Trách nhiệm chăm sóc baby phải là con mới đúng. Má đã giúp con nhiều lắm rồi. Yên tâm đi, tụi con nhất định có cách làm cho nó phải đi học. Phải không? Đói bụng rồi, bây giờ ăn chút đồ đã. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, em có để dành phần ăn trẻ em cho nó nữa. Baby à, phần ăn trẻ em này có quà tặng cho em đó. Cảm ơn chị Pinky, ngoan lắm, qua đây. Má à, má và baby ăn trước đi, con có vài chuyện muốn nói với anh Trí. Cũng được. Cảm ơn anh. Em ngồi đi. Em đã nghĩ rồi, nếu nó vẫn tiếp tục ở Hồng Kông, chuyện anh Kiệt ở tù chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nó. Em muốn chuyển trường cho nó sao? Chẳng những như vậy, em muốn nó có một tâm lý lành mạnh tiếp tục học hành. Em muốn cùng nó đi New Zealand. Thay đổi môi trường thì cũng tốt cho nó. Nhưng nếu qua New Zealand du học, em có thể yên tâm được sao? Cho nên em định đi với nó. Em đi với nó à? Nó đã mất cha rồi, em không muốn luôn cả em cũng bỏ rơi nó. Em có nghĩ đến vấn đề giữa em và anh? Có thể đến lúc đó chúng ta phải bay qua bay lại. Em cũng không muốn ảnh hưởng đến chúng ta. Anh cũng không muốn. Anh không để cho nó ảnh hưởng chúng ta. Anh định sẽ đi cùng với mẹ con em. Đi với mẹ con em? Anh muốn ở bên đó chung sống với mẹ con em sao? Phải. Chăm sóc mẹ con của em là ước mơ bấy lâu của anh. Hai người đi, không lý nào anh không đi. Nhưng mà anh phải nói chuyện với các anh em một chút. Em hiểu mà. Hay là vậy, chúng ta qua đó thị sát mọi chuyện trước, sau đó coi có thích hợp hay không. Em phụ trách tới công ty xin nghỉ phép, còn anh phụ trách mua vé máy bay, với lại xin bên kia cho nghỉ phép nữa. Tự nhiên sao lại nhắc đến em vậy? À, anh định đi vài hôm cùng Dung Dung qua New Zealand, cho nên công việc quán ăn anh giao cho em. Lão Trịnh, ca phẫu thuật thế nào? Thật ra bác sĩ đã cố gắng lắm rồi. Mức độ hồi phục cùng lắm là không ảnh hưởng tới sinh hoạt sau này. Còn những chuyện chạy nhảy như trước. Ơi, mọi người điên hay sao vậy? Cho dù sau này không thể cùng mọi người chạy nhảy lung tung, cũng có thể gặp mặt nhau. Nè, Xếp Giang, cậu Hải, vẫn có thể uống bia mà. Hả? Chú Trịnh à. Hay là con kêu ba con ở nước ngoài mời một bác sĩ giỏi qua đây chữa căn bệnh của chú. Dù sao gia đình con cũng có tiền. Bây giờ con lập tức gọi cho ba con. Đừng nói như vậy. Thì mà khờ quá đi. Bộ tử gia đình có tiền thì có thể làm cho chú Trịnh giống như Kim Cang được sao? Thử cũng được vậy. Khờ quá. Chú chấp nhận sự thật rồi. Sau khi xảy ra chuyện này, tình cảm giữa chú và con chú đã tiến triển rất nhiều. Chú cảm thấy tuy lần này trời lấy đi của chú một chút, nhưng đã cho chú một thứ mà chú khao khát bấy lâu nay. Chú biết nghĩ vậy là tốt rồi. Thôi đừng nói tôi nữa. Sao hả? Điều tra không đi tới đâu rồi? Tên khốn này lúc hắn ở tù đã dự tính mãn hạn sẽ tiếp tục phạm tội, nhưng không ngờ thì ra cộng tác của hắn lại là Triệu Quân Hào. Trước khi tôi đến tổ trọng án có bắt một đồng phạm tên là Trịnh Câu, thì ra trước đây Trịnh Câu và Triệu Quân Hào đã âm thầm có tiếp xúc rồi. Cho nên tôi nghi ngờ lần này Trịnh Câu đã giới thiệu Triệu Quân Hào và Khôn Điên gặp nhau. Tóm lại tốt nhất là tung lưới bắt hết cả đám khôn điên này. Nhưng tên khốn Triệu Quân Hào này nó ranh ma lắm. Cho dù hắn chịu hợp tác cũng không ra mặt đâu. Hắn sợ bị chúng ta tìm được chứng cứ. Cũng không phải là không có kết. Hải à, sao hả? Tìm được chiêu văn manh gì? Nói ra nghe thử coi. Kêu đám lưu manh tung tin ra ngoài, nói Khôn Điên sẽ qua mặt Triệu Quân Hào, vậy là được rồi. Nếu Triệu Quân Hào thật sự nghi ngờ Khôn Điên, tự động hắn sẽ lộ diện, đích thân giám sát buôn bán ma túy. Từ lúc đó chúng ta có thể bắt hắn. Cô y tá. Chú Trịnh à, mua ly nước cho chú uống nha. Được. Trà sữa ha. Được. Cảm ơn nhiều nha. Làm ơn. Được rồi. Xếp Giang, ngồi đi. Cũng được. Sao hả? Xếp Giang à, vợ của sếp về chưa? Đang chờ tin của cổ.
Nhưng mà lần trước sau khi nghe câu chuyện của chú, tôi sẽ tích cực theo đuổi cổ. Đúng đó, sĩ diện của đàn ông đem bỏ hết đi, tích cực lên. Sếp Giang, sĩ diện của đàn ông không đáng giá đâu, quan hệ vợ chồng mới là bảo vật vô giá. Tôi hiểu rồi, cho nên tôi định lát nữa tan sở sẽ đích thân đi đón cổ. Sau khi làm lành, hai vợ chồng phải mời tôi uống trà đó. Mà thôi, ăn cơm đi. Cái gì cũng được. Anh về suy nghĩ đi, có hứng thú thì gọi cho tôi. À, cảm ơn. Sáng giờ thấy Dung cứ lo tiếp thị, có cần cố gắng vậy không? Ngày mai Dung đã đi New Zealand rồi. Trời, bây giờ không cần làm sao, tôi xin nghỉ phép qua bển xem xét tình hình thôi mà. Bây giờ Dung đã có anh Triết lo cho Dung rồi mà. Nhưng tôi cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Thật ra anh Triết cũng chiều Dung lắm, chịu bỏ công việc ở Hồng Kông cùng Dung đi New Zealand. Chắc chắn Dung mừng lắm phải không? Đúng là tôi mừng lắm đó. Đúng ra tôi định chúc mừng Dung tìm được người đàn ông tốt, ai ngờ Dung công nhận nhanh như vậy, khoe hạnh phúc. Đừng nói chuyện của tôi nữa. Tôi thấy Lợi vừa mới từ chối lên chức mà vẫn vui như vậy, có âm mưu gì đây? Tôi cảm thấy có những chuyện quan trọng hơn lên chức. Thật ra tôi đã gửi thư xin nghỉ. Tôi định tập trung học lấy bằng MBA. Cái gì? Sao không nghe Lợi nói vậy? Chà, đúng là im hơi lặng tiếng nha. À, làm lành với chồng rồi sao? Bằng cách nào vậy? Thật ra chuyện với hai vợ chồng cũng đơn giản lắm, mỗi người nhường một bước. Làm ơn, tôi muốn hỏi làm thủ tục lập quỹ làm ở đâu vậy? À, ở đây nè, mời anh ngồi. Dung cứ làm việc đi, không phiền Dung nữa. Đợi Dung ở New Zealand về chúng ta mới gặp nhau nói chuyện. Anh hai, sao rảnh rỗi hẹn anh ăn cơm vậy? Cũng không rảnh cho lắm, nhưng có chuyện phải cung cấp tin tức. Gì vậy? Nói cho anh biết, từ nay hầu bao của anh sẽ hao hụt nặng lắm đó. Vậy tức là sao? Tức là có người muốn tiếp tục đi học, bắt anh chu cấp toàn bộ. Em nói chị dâu quen hả? Anh hai, anh giỏi thật đó, năn nỉ được chị hai. Anh biết không, chị hai hy sinh nhiều lắm, từ chối lên chức còn xin nghỉ việc nữa đó. Cô nói với em hồi nào? Sáng nay em gọi cho chị báo cho em biết, và còn kêu em giữ bí mật giùm cho chị nữa. Vậy thôi được, anh coi như không biết. Anh khờ quá đi, dĩ nhiên không thể coi như là không biết, phải giả bộ không biết. Nè, lát nữa anh mua bó qua đi đón chị tan sở làm cho chị vui. Lần này chị làm như vậy thực sự đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Ông Triệu, tôi nhận được tin nó là cô xin nghỉ. Phải, vì lý do cá nhân cho nên tôi mới quyết định như vậy. Tôi vừa mới có ý lên chức cho cô. Tôi cũng biết, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thật sự cảm thấy công việc ở nhà quan trọng hơn, cho nên mới có quyết định này. Cô cần điều kiện gì thì mới chịu ở lại? Tôi nghĩ tôi sẽ không thay đổi đâu. Tôi nghĩ có những chuyện có thể làm cho cô ở lại. Ý của ông là? Một số chuyện ảnh hưởng tới tương lai của chồng cô. Làm ơn. Cô thấy ở đây thế nào? Tôi biết chắc chắn cô sẽ thích. Ông muốn nói gì với tôi? Bây giờ ông nói đi. Tôi có người bạn nhìn thấy cô ăn cắp, còn chụp được một số hình định dùng để tố cáo cô. Cô có biết không, lần đầu tiên tôi gặp mặt cô, tôi đã cảm thấy cô không phải tầm thường. Tiếc là cô đã có chồng, cho nên tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô thôi. Nhưng mà chúng ta có duyên. Cô ba lần bốn lượt buồn rầu đều gặp tôi, còn tâm sự với tôi nữa. Cô ăn cắp là muốn gây sự chú ý cho chồng cô, còn tôi làm bao nhiêu chuyện là vì muốn ba tôi quan tâm đến tôi. Thực tế chúng ta cùng một dạng người, cho nên chỉ có chúng ta mới hiểu đối phương nhất thôi. Tôi nghĩ ông đã nhầm lẫn, tôi tuyệt đối không có lỗi với chồng của tôi. Thực tế chồng cô không biết trân trọng cô, chỉ có tôi tốt với cô thôi. Căn biệt thự này tôi mua để tặng cho cô, chỉ có tôi mới cho cô hạnh phúc. Ông bị điên rồi.
Nếu con không sợ những tấm hình này bị tung lên mạng thì con cứ đi đi. Cô có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền để mua lại cuộn phim đó không? Tôi làm như vậy hoàn toàn là muốn bảo vệ cô. Tấm lòng của tôi đối với cô là thật. Tôi hy vọng cô có thể chấp nhận tôi. Tôi không để cho ông uy hiếp tôi đâu. Tôi sẽ đợi cô. Tôi biết cô nhất định sẽ quay lại tìm tôi. Mọi chuyện là vậy đó. Không ngờ bấy lâu không gặp cô lại gây ra chuyện như vậy. Ada, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp tôi. Khờ quá, chúng ta là bạn học bấy lâu, tôi nhất định cố gắng giúp cô. Nhưng bây giờ phiền phức nhất là những gì Triệu Quân Hào làm không hề dính líu đến tiền bạc. Cùng lắm là ông ta đang theo đuổi cô. Xét theo luật pháp, ông ta không hề vi phạm pháp luật. Vậy à? Vậy tới lúc đó chuyện của tôi sẽ được xử lý như thế nào? Cô phải tự thú giải quyết chuyện này triệt để, tránh tiếp tục bị uy hiếp. Người nào làm người đó chịu. Tôi tự thú cũng phải thôi. Nói thật, không phải tôi sợ gánh chịu bất cứ hậu quả gì. Tôi chỉ sợ nếu hình ảnh đó bị công khai, mọi người sẽ biết chuyện này. Ý cô sợ chuyện này bị công khai ảnh hưởng đến uy tín của chồng cô? Chồng tôi đang làm cảnh sát. Đối với ảnh mà nói, danh dự và uy tín rất quan trọng. Hơn nữa, gần đây cấp trên của ảnh đang giới thiệu ảnh lên chức. Nếu chuyện của tôi bị người ta rêu rao khắp nơi, nhất định ảnh hưởng đến ảnh. Đến lúc đó chắc chắn chồng của cô sẽ bị áp lực. Nói không ảnh hưởng đến tương lai của ảnh, chỉ làm nói láo. Vậy tôi phải làm sao đây? Nếu cô muốn chuyện này không liên quan đến chồng của cô, trừ khi cô và ảnh không có quan hệ gì. Trừ khi lý gì? Vấn đề là cô có cần làm như vậy không? Biết thật đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trước đây em mới nói với anh là sẽ tính chuyện nghĩ gì. Tại sao em lại tới biệt thự của Triệu Quân Hào chứ? Anh biết hết rồi sao? Anh đã nhìn thấy tất cả. Anh còn thấy hắn ôm em nữa kìa. Em... Tại sao em gạt anh? Em có thể nói thật với anh được không? Anh đừng ép em nữa. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Em đang suy nghĩ. Em đang suy nghĩ cái gì chứ? Em đang suy nghĩ giữa anh và Triệu Quân Hào, em nên chọn ai? Em... Anh hiểu rồi. Anh đã hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra mấy lâu nay em đang gặp anh. Không phải. Em... Đúng ra em định tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với anh. Em nghĩ cách giải quyết duy nhất đó là... Cái gì chứ gì? Em nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất. Thực ra em đã chọn rồi. Em muốn đi anh cũng nên chịu thôi. Cô đã quyết định làm như vậy thật sao? Cũng như cô đã nói, nếu không muốn chuyện này dính líu đến ảnh, trừ khi tôi và ảnh không còn quan hệ nữa. Đợi ký luôn giấy thỏa thuận ly hôn này, tôi sẽ đi tự thú. Vậy thì từ nay chuyện của tôi không liên quan đến ảnh nữa, và cũng không ảnh hưởng đến ảnh. Thôi được, tôi sẽ chuẩn bị chuyện cho cô tự thú. Hy vọng là tòa sẽ giảm án. Cảm ơn anh Hải. À, xin chào. Xin chào. Nè sếp Giang à, ngày đêm theo dõi không được gì đâu. Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi có được không? Không được. Tôi nhất định bắt được Triệu Quân Hào. Vậy hai người về nghỉ trước đi. Dạ được.
Alo. Cảm ơn. Sếp Giang, Khôn Điên đã đặt mua hàng ở Thái Lan chuyển qua Hồng Kông. Tôi nghĩ trong thời gian ngắn sẽ xuất hàng. Sếp Giang, xe Triệu Quốc Hào đang đậu ở đầu đường. Bây giờ hắn đang bước tới. Để coi lần này Triệu Quân Hào chạy đâu cho khỏi. Lát nữa quá tan tại trận, hắn chạy không thoát đâu. Để hắn lên trên đó, chúng ta sẽ hành động. Yes, sir. Ý, con cá bơi ra rồi kìa. Cậu thật sự nhận được tin Khôn Điên muốn phóng tay trên tôi à? Dạ phải anh Hào, bên ngoài có mấy nguồn tin đăng đồn. Đó Khôn Điên đang liên lạc với đối tác khác. Thực tế hắn ta không dự định chuyển số hàng này đi Nhật. Hắn định ăn trọn số hàng. Nếu đúng như vậy thì xử lý nó đi. Dạ. Ông Triệu. Anh Khôn đâu? Để tôi đưa mọi người lên. Các đơn vị chú ý, nhân vật mục tiêu đã lên kho hàng, chuẩn bị hành động. Khu A cái rõ. Khu B cái rõ. Chào ông Triệu. Anh Khôn, sao lại bắt ông đích thân đến đây rầm rộ vậy? Ông bà cũng có câu, không ra sức không thành tài. Huống hồ đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với nhau. Tôi cũng muốn xem thật ra hàng của anh tốt đến cỡ nào. Ông sẽ hài lòng thôi. Hoàn cảnh ở đây cũng được lắm, cũng tạm được thôi. Anh Khôn, nghe nói tối nay anh có hẹn lên du thuyền có phải không? Lên du thuyền? Cậu có nghe lầm không? Có thể là cho em nhầm lẫn. Nè sếp Giang, lại có người tới kìa. Sếp Giang là đồng nghiệp tổ chống ma túy trước đây của sếp. Hành động. Yes, yes sir. Sếp, người tới làm gì? Chúng tôi đang theo vụ này. Chết có cảnh sát kìa. Mời tổng bộ chặn đường. Yes, sir. Tin tức mà cậu nhận được chắc chắn là do Giang Dương tung ra. Từ nay cậu nghe tin cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị mất mạng. Dạ biết anh Hào. Anh Hào, lúc nãy anh hay lắm. Trong khi hỗn loạn như vậy, em có thời gian quên một cục đi. Dừng xe. Cậu có biết suy nghĩ không? Bây giờ tình hình căng thẳng, có thể cảnh sát chặn chúng ta. Xuống xe bỏ đi. Dạ anh Hào. Chết rồi anh Hào, cảnh sát kìa. Thanh tra tổ trọng án Giang Dương. Xuống xe. Tôi nghi ngờ xe của ông có ma túy, phải lục xét xe của ông. Ma túy hả? Sếp có nhầm lẫn không vậy sếp Giang? Tôi không có nói đùa với ông. Bước qua một bên. Lục xét chiếc xe. Yes sir.
Sếp Giang, không có gì. Sếp Giang, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Sếp Giang à, lần sau có chứng cứ mới đến tìm tôi đi, mất công là mất mặt của sếp. Giang Dương không phải là tên ngốc đâu. Trên cục ma túy đâu có dấu tay của cậu. Cậu tự lo liệu bài chiến trường đi. Ờ, dạ biết anh Hào. Vào đi. Sếp Chu, cậu tới đúng lúc lắm. Hai người này là đồng nghiệp ở tổ điều tra. Họ tới điều tra chuyện cậu vu oan giá họa đó. Vu oan giá họa?